Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chu Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714 741 2008. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 3 của chương trình. Và thưa quý vị, um mới đây đó thì có một người phụ nữ ở tại Atlanta, à, đây là bà Sarah Hodgkin, thưa quý, à, xin lỗi quý vị Sarah Hodgson, à, bà cho biết là trong lúc mà bà đang đi du lịch đó thì bây giờ bà vẫn đang tìm kiếm câu trả lời là không hiểu bằng cách nào mà à, những cái công ty uh, demolish uh, là là phá dỡ nhà địa phương đó thưa quý vị với lại uh, chính quyền của thành phố ở tại Atlanta lại uh, có thể phá hủy hoàn toàn cái căn nhà của bà như thế này à, thì bây giờ bà đang chuẩn bị kiện cái công ty đó thì đây là hình ảnh cái căn nhà của bà ở một cái khu vực cũng khá là hoang vắng nó cách Atlanta khoảng đâu gần 30 dặm thưa quý vị thì bà nói là bà bà Hudson nói à, vào tháng trước bà vẫn đang đi à, du lịch thì à, nhận được cuộc điện thoại của người hàng xóm, tại vì giống như chắc bà cũng có nhờ hàng xóm trong non bà nói là cái căn nhà này đó là bà được cha mẹ để lại mà 15-20 năm nay rồi bà không sống ở đây nhưng mà bà vẫn để đó. Thì à À, thì cái người hàng xóm mới gọi bà mới hỏi là ủa bà thuê công ty để mà thoá, à, à, phá dỡ nhà hả? thì bà này bảo ngạc nhiên lắm, bà nói không hề có nhưng mà người hàng xóm nói là bây giờ đó họ phá gần sắp sập hết rồi à, họ không có ngăn được cho nên là bà bà Hudson đó mới phải gọi à, giống như là người nhà ở tại cái địa phương này thì khi mà người nhà đến đó, là coi như là căn nhà hoàn toàn bị phá sạch nhưng mà họ đã giống như là kêu những cái công ty này đó họ muốn nói chuyện với cái người supervisor đòi coi cái work permit thì khi mà cái ông supervisor của cái công ty này đó ổng lấy cái permit ra hai bên coi thì lúc đó ổng mới tá hỏa là ổng đã đến lộn địa chỉ nhà và ổng đã phá lộn cái căn nhà nói chung căn nhà bà này là, là không có cái gì hết thì bây giờ thế là ngay lập tức nguyên đám người công ty này mới thu gom xe cần cẩu này nọ bỏ đi để lại cho gia đình bà hết san nguyên một cái đống rác như thế này thì bà nói là bà phải giống như là uh, cut short cái 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 chuyến du lịch chạy bà bay về đây thì bà nói thứ nhất là căn nhà này của bà đó tại vì giống như là mấy chục năm không có ở thì tất cả cửa sổ với cửa chính đó là bà đóng ván lại hết giống như bà sợ homeless vào ở nhưng mà bà nói là cái uh, sân ngoài sân sau gì đó là bà đều thuê người đến cắt cỏ nói chung là nhìn là không có giống nhà hoang và bà trả thuế này nọ đầy đủ cho nên bà nói không có cái lý do gì mà uh, phía địa phương này lại lầm lẫn căn nhà của bà thì bây giờ bà nói là cái chuyện xảy ra đó đã gần 2 tuần mà bà gọi cho cái công ty mà phá dỡ nhà này đó không có được nghĩa là họ không bắt phone à, và chính phía cái công ty này bây giờ cũng không có liên lạc lại với bà để mà giống như là có thiện chí giải quyết cái việc này cho nên bà nói là sáng ngày hôm nay bà đã tìm luật sư để mà kiện cái công ty. À, và bây giờ bà nói là bà cũng muốn kiện luôn cái hội đồng thành phố này tại vì giống như là à, hình như bà nói là trong cái quá trình mà xin giấy phép đó là phía thành phố đã sơ xuất trong cái việc mà đi đến để mà kiểm tra à, chứng thực một lần à, trước khi mà những cái công ty đến phá dỡ nhà thưa quý các tác giả đây là hình ảnh của hai mẹ con đã từng bị bọn Hamas tấn công và bắt làm con tin người gốc à, Quốc tịch Hoa Kỳ và hai mẹ con này đã được trả tự do vào tuần trước. Thế nhưng từ hôm thứ sáu mà sau khi bên phía chính phủ Hoa Kỳ nhận được hình ảnh và đồng thời lực lượng binh sĩ do Thái đã đưa hai người về đến nơi an toàn thì đó là một trong những tin vui. À thưa quý vị, vấn đề ở đây đó, à, khởi đầu đó, bản tin ghi nhận đó là chính phủ Hoa Kỳ đã liên lạc với chính phủ của Qatar, một trong những quốc gia hồi giáo Ả Rập rất quan trọng. Qatar trong thời gian qua đóng là vai trò trung gian thương lượng giữa phía Hoa Kỳ và Iran. Chúng ta cũng nhớ đó là Qatar đã đứng làm trung gian thành công để thuyết phục chính quyền ông Biden giải tỏa cái số tiền 6 tỷ Mỹ kim tiền dầu mà qatar đang đóng băng của iran để đổi lại iran trao trả các con tin người mỹ về cho phía hoa kỳ phía iran trước khi mà xảy ra cái vụ tấn công của hamas đó, cũng có thiện trí bởi vì họ cũng đã có những cái liên lạc với chính quyền ả rập mà chúng ta cũng biết là cái khối ả rập với iran đó, là nó kình chống nhau trong thời gian qua giữa phe nhóm, phe nhóm hồi giáo sunni và Uh, thì cái chuyện đã đang diễn biến tốt đẹp thì đúng một cái xảy ra cái vụ hamas tấn công mà người ta nói rằng chắc chắn là phía iran đã biết và hậu thuẫn hamas trong thời gian qua mặc dù tin tức nói rằng có một số các giới chức lãnh đạo của iran á, bất ngờ không hề tưởng được là hamas tấn công nhưng mà lý do ở đây đó là hamas và quân đội kurds của À, lực lượng mà hồi giáo của Iran chỉ báo cáo trực tiếp đến người đại giáo chủ mà thôi. Chính vì thế trong cái cuộc mà thương thuyết đang diễn biến thì Iran có vẻ giận dữ lắm, bởi vì sau đó thì Hoa Kỳ yêu cầu là tiếp tục đóng băng áp lực của phía do Thái và à, phía Mỹ đó cũng vậy nói à, và thậm chí ông Trump đã lên tiếng nói rằng đổ lỗi là vì chính phủ Biden đã à, thương lượng với Iran. Giúp cho 6 tỷ Mỹ Kim Nhưng mà họ nói rằng cái chuyện đó là cái chuyện mà đổ lỗi rất là vô lý Bởi vì Iran đâu, đâu có cần tới 6 tỷ để mà hậu thuẫn cho Hamas Hậu thuẫn cho Hamas là cả mấy chục năm nay rồi Nhưng mà Iran giận dữ bởi vì giống như là Hoa Kỳ thất hứa Qatar đứng giữa thì họ đồng đang thương lượng những vấn đề này Thì được một cái đó là Qatar đã thuyết phục với phía Hamas là nên cho một cái cơ hội để có thể tiến tới giải thoát các con tin người mỹ hiện nay vẫn còn có khoảng cả chục con tin người mỹ đang bị hamas giam giữ và giữa hoa kỳ và phía iran đã có những cái thỏa thuận và phía hamas đồng ý trên nguyên tắc là có thể giải quyết vụ xung đột giữa do thái hamas một cách êm thấm hơn. Và đó là lý do họ mới trả hai con tin này. Thì bản tin ngày hôm nay đó cho biết là ngày hôm qua và từ hôm thứ sáu đến giờ. Hôm thứ sáu chúng tôi loan tải quý vị tin tức liên quan tới do Thái có lẽ là thứ bảy sẽ thực hiện vụ đổ bộ. Bởi vì ngày thứ sáu họ chuẩn bị hết rồi. Và tin tức ghi nhận là ngay cả ông Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái và các tướng lĩnh tư lệnh chiến trường đã ra lệnh cho quân đội Do Thái chuẩn bị tư thế. Sau khi họ dàn trận đầy đủ hết rồi để chuẩn bị đổ bộ vào phía bắc của giải Gaza. Thế nhưng từ hôm thứ Sáu, tưởng rằng thứ Bảy Chủ nhật sẽ tấn công. Thì đến sáng ngày hôm nay thứ Hai đó, thì bản tin lại nói rằng tối ngày hôm qua, đích thân ông Biden lại một lần nữa thảo luận vấn đề tìm cách giải thoát con tin người Mỹ đang kẹt lại trong giải Gaza này và bên phía Mỹ rất quan tâm bởi vì gia đình những người Do Thái nói là người quốc tịch Mỹ nhưng mà gốc của họ là cũng là gốc Do Thái. Đó là lý do họ sang Do Thái để vui chơi trong cái lễ hội. Và vì thế các gia đình này áp lực và phía Mỹ, quý vị để ý đó, vấn đề giải thoát con tin luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của chính phủ. Và vì thế họ không dám có những cái hành động quá mạnh tay đối với nga nếu mà nga đang cầm giữ các con tin trong đó có nhà báo mỹ vân vân hoặc là bắc hàn hay là với kể cả trong trường hợp này iran rồi bây giờ là tới phiên hamas nữa họ vẫn muốn dồn nỗ lực thay vì chiến tranh thì tìm cách thương lượng cái thương lượng là cái con đường giải quyết ổn thỏa và tốt đẹp nhất để giải thoát các con tin này cái vấn đề quan tâm ở đây đó do thái vào sáng ngày hôm nay tuyên bố hamas đang giam giữ 222 con tin. Trong đó có những con tin quốc tịch Mỹ nữa, Tròm chèm vào khoảng trên dưới 15 16 con tin, mới giải thoát được có hai con tin thôi, còn lại là vào khoảng 14 con tin theo bản tin ghi nhận được, có thể trên dưới. Nhưng mà vấn đề chính ở đây đó là liệu rằng do Thái sẽ trì hoãn cuộc tấn công đổ bộ nào đến khi nào. Bởi vì ông Biden nói chuyện với ông Netanyahu tối ngày hôm qua đã vẫn một mực đó là yêu cầu khoan đừng tấn công vào lúc này. Bởi vì nếu mà do Thái tấn công vào lúc này mà xảy thêm những cái vụ mà dẫn đến các chiến binh Hamas hoặc là các chỉ huy Hamas mà tự trận đó thì có thể Hamas đã từng khuyến cáo và đe dọa rằng họ sẽ giết từng con tin một và đưa các hình ảnh chặt đầu hoặc là như là xử tử gửi về cho phía gia đình người Mỹ thì càng gia tăng thêm cái sự khó khăn mà người ta không muốn xảy ra vào lúc này. Thì đó là lý do mà tại sao cái cuộc đổ bộ vào miền Bắc Gaza bị trì hoãn ít nhất là hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Nhưng mà chưa biết được cái cái tiến trình này sẽ như thế nào và liệu rằng Netanyahu có sẵn sàng đổi lấy mạng sống của 222 con tin này Ít nhất là chúng ta thấy đó là 200 con tin người Do Thái trong đó kể cả các binh sĩ Do Thái nữa cũng bị bắt làm con tin nữa. Thì cái diễn biến này vô cùng khó khăn cho chính phủ Do Thái, Hoa Kỳ. Bên phía Hamas họ đâu có khe đâu. Bây giờ ngay cả người dân Palestine cũng chết hàng loạt. Số liệu mới nhất ghi nhận được 5.000 người Palestine đã chết trong các đợt tấn công vừa qua chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các bản tin này và gửi đến quý vị các bản tin cần thiết à, trong các chương trình thường lệ của đài à, ngày mỗi thứ hai hàng tuần chúng tôi sẽ đón tiếp anh Anthony gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến tài chính mời quý vị cùng theo dõi và tạm chia tay với Thảo Yên. Xin Cảm ơn anh và kính chúc quý vị đầu tuần làm việc thật nhiều sức khỏe hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.